Xuất hiện mỹ nhân lên tiếng bên vực nam em, còn bày cách vượt qua ồn ào tình cảm, thế này thì dư luận phục lăng. Nhiều người cho rằng nam em nên nghe theo lời khuyên của đàn chị, giữ lùm xùm tình cảm với Trường Giang. Nhiều ngày sau vụ lùm xùm tình ái với Trường Giang, Hoa Khôi nam em vẫn đang là một cái tên thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Đã có không ít sao Việt lên tiếng xoay quanh câu chuyện tình ngang trái này, ai cũng có quan điểm riêng. Khi người đứng về phía Trường Giang, kẻ lại nói tốt cho top 8 Hoa hậu trái đất. Mới đây vừa có thêm một người đẹp công khai dành lời động viên, an ủi cho nam em giữa sóng gió. Nam em đang gây bão dư luận khi tiết lộ chuyện tình cảm với Trường Giang. Theo Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long, cô và nam danh hài từng nảy sinh tình cảm khi tham gia một game show truyền hình. Nam em phải nhận nhiều chỉ trích khi bị cho là người thứ ba chen chân vào chuyện tình của Trường Giang và Nhã Phương. Tuy vậy, vẫn có nhiều bạn bè đồng nghiệp thân thiết lên tiếng bênh vực mỹ nhân quê Tiền Giang khi mới đây Á hậu Hà Thu đã công khai bày tỏ lời động viên đến đàn em. Những ngày qua ầm ĩ câu chuyện của em trên khắp các trang mạng là một người chị em. Chị vẫn giữ im lặng, không phải chị cũng ghét em như người ta hay chị sợ họ chửi luôn cả chị, mà vì chị biết những điều em nói ra đều là sự thật. Chỉ có điều em chọn cách nói ra thay vì im lặng thì tất cả hậu quả của nó là tất yếu và không thể nào tránh khỏi. Chị hay bất cứ ai trong ekip cũng không thể giúp em được. Đôi khi cái giá phải trả cho việc sống thật nói thật nó không hề nhỏ chút nào em ạ. Chị hiểu những ngày qua em đã trải qua những ngày rất kinh khủng, nhưng đến lúc này đây em đã giải bày hết bằng tất cả sự thành thật em có. Cứ để mọi người tự suy nghĩ theo cách họ muốn, vì em sẽ không bao giờ cấm được họ, và vì em đã chấp nhận nói ra có nghĩa em đã cho người ta một cái quyền phán xét câu chuyện của em và cả chính em. Nguyên văn tâm thư của Á hậu Đại Dương. Hà Thu đưa ra lời khuyên chân thành giữa lúc nam em đang vướng víu trong ồn ào tình cảm. Mỹ nhân sinh năm 1992 phân tích rõ hai mặt trái phải của sự việc và mong muốn đàn em giữ im lặng giữa sóng gió. Việc còn lại theo chị là im lặng, ốp điện thoại đi đâu đó thật xa với những người thân yêu, em sẽ cảm nhận được những điều tốt đẹp vẫn còn rất nhiều trong cuộc sống. Hà Thu tin rằng sau khi bình tâm, nam em sẽ trưởng thành hơn và mạnh mẽ trở lại. Quan điểm thấu tình đạt lý của Á hậu xứ Huế khiến nhiều người thán phục. Nam em Hà Thu vốn là chị em thân thiết khi cùng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Trái đất trong 2 năm liên tiếp. Cả hai còn thường xuyên dự chung sự kiện và cùng có đam mê ca hát. Trước đó, khi vụ việc ồn ào mới xảy ra, Hà Thu cũng là một trong những người đầu tiên an ủi nam em. Hội người tình tin đồn của Trường Giang để mặt mộc ai cũng xinh, nhưng vẫn thua hết Nhã Phương, đúng là đỉnh cao nhan sắc. Mặt mộc của Nhã Phương so với nhan sắc thực sự của các bóng hồng vây quanh Trường Giang khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì kết quả. Nam em, ngay sau khi thừa nhận từng yêu Trường Giang cách đây không lâu, nam em đã châm ngòi cho những ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Bên cạnh nhiều bình luận cho rằng người đẹp dựa hơi tên tuổi danh hài để quảng bá MV mới, cũng không ít người lại ủng hộ sự dũng cảm của nam em. Quả thật, nếu so với Nhã Phương, hôn phu hiện tại của Trường Giang, Hoa Khôi 9X sở hữu nhan sắc không hề thua kém, ngay cả khi thiếu vắng son phấn, trang điểm nhợt nhạt, mỹ nhân 22 tuổi vẫn hết mực xinh đẹp và duyên dáng. Sam từng dấy lên tin đồn hẹn hò với Trường Giang trong thời gian đóng cặp trong phim Siêu Sao Siêu Ngố. Sam đã nhận khá nhiều chỉ trích khi chen chân vào cuộc tình đầy trắc trở của danh hài với bạn gái Nhã Phương. Dù phủ nhận cả hai chỉ là bạn diễn đơn thuần, song hot girl đình đám và loạt ảnh tình tứ với đàn anh lại như ngấm ngầm thừa nhận. Thời điểm tin đồn bùng nổ, mỹ nhân 28 tuổi cũng không thoát khỏi bị so sánh với Nhã Phương. Cùng là những người đẹp nổi danh, lại bằng tuổi nhau, Sam và ngôi sao tuổi thanh xuân còn được xếp vào danh sách sao nữ có mặt mộc ấn tượng bậc nhất showbiz. Mối tình tin đồn với Trường Giang từng khiến Sam trở thành đề tài gây tranh cãi của cư dân mạng. Song giữa những ý kiến chỉ trích, cũng nhiều người ủng hộ cô nàng. Bởi về nhan sắc và tài năng, Sam chẳng hề thua kém bạn gái đương nhiệm là Nhã Phương. Từng là hot girl thế hệ đầu, sau hơn 10 năm, Sam không hề có dấu hiệu già dặn mà ngày càng trẻ trung xinh đẹp. Dù trút bỏ son phấn, cô nàng vẫn gây ấn tượng mạnh bởi nhan sắc ngọt ngào, đặc biệt là làn da căng mướt, mượt mà không chút tì vết. Ở tuổi cận kề 30, Sam vẫn duy trì được vẻ ngoài như nữ sinh trung học. Đôi mắt to tròn, vẻ trong sáng của người đẹp vẫn là biểu tượng mà bao thế hệ hot girl sau này hướng tới.
Quế Vân có vẻ như trong số những người tình tin đồn của Trường Giang, Quế Vân là người có lực sát thương nhất khi thẳng thắn lên tiếng và đưa ra cả loạt hình làm bằng chứng. Dù Trường Giang giữ vững lập trường, không khẳng định điều gì đi chăng nữa, song trong mắt công chúng, đoạn tình giữa hai người vẫn là đề tài cho đến tận bây giờ. Và bỏ qua sự thật rằng Trường Giang hơn một tuổi, hơn Nhã Phương tới tận một giáp, Quế Vân hậu trùng tu nhan sắc rõ ràng trở nên xinh đẹp, gợi cảm hơn rất nhiều. Cũng nhờ diện mạo thăng hoa, mỹ nhân 36 tuổi càng thêm tự tin khoe mặt mộc. Nếu chỉ nhìn gương mặt không son phấn hay make-up nhạt của kiều nữ, khó ai có thể đoán cô đã sắp bước sang tuổi 40. Nhã Phương, sau tất cả những scandal tình ái của bạn trai, Nhã Phương vẫn luôn là bóng hồng, đồng hành với danh hài tại thời điểm hiện tại. Bất chấp những chìm nổi trong chuyện yêu đương, Nhã Phương vẫn gạt qua cả loạt chuyện buồn và ngày một tỏa sắc. Ở tuổi 28, ngôi sao của tuổi thanh xuân càng xinh đẹp, rực rỡ hơn bao giờ hết. Đến mặt mộc của mỹ nhân 9X cũng đủ khiến công chúng sao lòng. Nam em mắc tâm thần rối loạn lưỡng cực, không kiểm soát được hành vi. Ai nói gì nói anh vẫn thương em bị bệnh tâm thần rối loạn lưỡng cực, không hề kiểm soát được hành vi. Không ai kiềm chế hành vi em được mà người ta đâu biết, quản lý của nam em chia sẻ. Những ngày qua, cư dân mạng không khỏi hoang mang trước lời thú nhận tình yêu Trường Giang của nam em. Người đẹp cho biết cô và Trường Giang đã hẹn hò từ khi quay chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi và đến khi nam danh hài cầu hôn với bạn gái chính thức là Nhã Phương trên sóng truyền hình thì dừng lại. Trong tâm thế của một người phụ nữ đang bị tổn thương sau cuộc tình gian dở với Trường Giang, nam em đã nói ra những lời đầy nước mắt. Theo đó, mối quan hệ dù chỉ kéo dài một thời gian rất ngắn, nhưng nó đã khiến cô thăng hoa rồi ê chề đau đớn đến mức lên cơn tăng động, nghĩ cả đến những điều tồi tệ nhất. Chọn cách rút lui, nhưng nam em quyết định sẽ nói ra tất cả với hy vọng Trường Giang sẽ cảnh tỉnh và Nhã Phương được sống hạnh phúc với người đàn ông chung thủy hơn. Tuy nhiên, lời tâm sự của cô không nhận được sự đồng cảm của cư dân mạng, đặc biệt là fan của Nhã Phương. Những ngày qua, rất đông khán giả đã tìm vào từng trang cá nhân của người đẹp sinh năm 1996 để ném đá. Hầu hết mọi người đều cho rằng nam em lợi dụng chuyện tình cảm để PR cho MV mới. Một số khác lại nghi ngờ nam em đang âm mưu cướp giật hạnh phúc của Nhã Phương. Trước phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng, quản lý của nam em đã lên tiếng bênh vực người đẹp. Ai nói gì nói anh vẫn thương em bị bệnh tâm thần rối loạn lưỡng cực, không hề kiểm soát được hành vi, không ai kiềm chế hành vi em được mà người ta đâu biết. Tuổi thơ em gắn liền với chuồng heo, sống với bà cô, em thiếu tình thương. Và sự giáo dục từ gia đình, ba em mất vì cô đơn và nhà quá nghèo, em lớn lên bằng sự khinh khi và dè bỉu. Chưa một lần em có mâm cơm gia đình đúng nghĩa, em sai đi em, cuộc đời cho phép, em sai em hốt em chịu, 22 thôi mà, có là bao giữa cuộc đời này. Em bị lừa mất trắng tiền bạc do kinh doanh, em bị lừa tình cảm, em như người chết đuối, vớ phải phao cứu sinh, không tốt mà em đâu hay. Em thất bại, em dũng cảm đón nhận, em không tránh né, em chấp nhận bị chửi, để em nhẹ lòng, em xả uất nghẹn. Chuyện buồn em chịu, nỗi đau em gánh, sai lầm em tổn thương, thất bại em lãnh, ê chề em nhận. Mà sao nhiều người khinh khi em thế, em làm gì họ nhỉ, em sai em nhận, em xin lỗi hết người liên quan rồi mà. Thì thôi, ai thương mình thì mình ghi nhận, ai ghét mình chịu, ai tổn thương thì mình xin lỗi, ai tha thứ mình biết ơn, còn ai xấu xa mình tránh vậy. Đời mà em, họ cười em hôm trước, chắc gì hôm sau họ không bị cười, nhanh lắm. Mình cũng thấy nam em sai, không có nên như vậy. Phải xin lỗi Nhã Phương, một số người bị lôi vô nữa, vậy là rất kỳ. Kiểu làm cho những người bị khó xử, và khi bị nhắc tên nên nam em sai rồi em. Coi như bài học bản thân nhé em. Những cái anh nể em là em dám sống thật, em dám đối diện, em sòng phẳng với cảm xúc của mình. Điều ấy có khi, và nhiều người còn chẳng dám thổ lộ. Quản lý truyền thông của nam em lên tiếng trước những chỉ trích của dư luận tới người đẹp. Trước đó, trong buổi ra mắt MV cùng anh đi xa vào chiều 16 tháng 3, nam em thừa nhận cô mắc hội chứng rối loạn lưỡng cực và hiện đang phải điều trị. Theo các chuyên gia của Đại học của Mỹ, những người bị rối loạn lưỡng cực thường dễ bị kích động về cảm xúc. Vui đó rồi buồn đó trong giây lát, họ thường tự cảm thấy có lỗi, bi quan và thờ ơ. Thậm chí ý định tự tử có thể xảy ra như một kết quả của cảm giác bất lực và bị bỏ rơi. Chẳng nói lời nào trước ồn ào tình cảm của bạn trai, Nhã Phương cũng bị chỉ trích, lần thứ ba bị lừa là ngu. Không phải Trường Giang hay nam em,
người được cho là đang chịu nhiều tổn thương nhất chính là Nhã Phương, lại bị đổ tội. Ồn ào tình cảm giữa Nam Em và Trường Giang vẫn là tâm điểm tranh cãi trong dư luận. Rất nhiều nghệ sĩ cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm trước ồn ào của đồng nghiệp. Nhiều ý kiến phê phán Nam Em vì làm người thứ ba, chen ngang mối quan hệ khác, ném đá Trường Giang vì thối lăng nhăng. Thì mới đây, người được cho là đang chịu nhiều tổn thương là Nhã Phương cũng bị chỉ trích. Người đi ngược với dư luận là người mẫu Khánh My. Không nhắc đến Trường Giang hay Nam Em, cô ẩn ý trách móc Nhã Phương vì cô đã chịu đựng, duy trì mối quan hệ với một người đàn ông đào hoa và bản tính lăng nhăng. Theo đó, cô không đồng tình việc người bị cắm sừng, bị đáng thương trong mối tình tay ba. Một lần bị lừa là xui, lần thứ hai bị lừa là dại, lần thứ ba bị lừa là ngu. Hay bị nghiện cảm giác bị lừa, Khánh My viết, thậm chí cô còn bày tỏ quan điểm. Khi đàn ông ngoại tình nhiều lần, tha thứ đồng nghĩa dung túng, tiếp tay cho người đàn ông đó tiếp tục đi thả thính, đông đưa với nhiều cô gái khác nữa, con gái ai cũng muốn danh chính ngôn thuận, trở thành người yêu duy nhất của người đàn ông họ yêu, không ai muốn làm vai phụ trong mối tình tay ba để bị nguyền rủa. Cuối cùng Khánh My đưa ra lời khuyên đối với những cô gái bị người yêu lừa dối. Nói chung tất cả là do mình, dám yêu thì dám chịu, có bản lĩnh yêu thì có bản lĩnh xử người yêu khi có lỗi. Một là bên nhau, người đó phải thay đổi, hai là chấm dứt, thà đâu một lần rồi thôi nha các nàng.